Nhìn mẹ ăn khoai. Ngày xưa, ở vùng đất nọ, có gia đình mẹ quá, con côi, hoàn cảnh nghèo khó vô cùng. Đứa con gái ngày một lớn càng xinh đẹp nết na, bà mẹ ngược lại, ngày một già nua, đau bệnh triền miên. Dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng cô con gái luôn hiếu thảo và hết mực chăm sóc cho mẹ mỗi khi bà trái nắng trở trời. Mẹ ơi, hôm nay mẹ ở nhà đi, thời tiết càng ngày càng nắng gắt, đến cây cối còn không chịu được mà héo úa cả đi. Sức khỏe của mẹ đã yếu, mẹ còn ra đồng nữa thì làm sao mà chịu được. Con gái à, mẹ biết con lo lắng cho mẹ, nhưng con xem đi, cả hai mẹ con ta cùng đi làm thuê mà ngày qua ngày còn thiếu ăn. Giờ mà mẹ ở nhà thì một mình con gắng gượng sao được. Không được mẹ ơi, sức khỏe của mẹ nhất định sẽ không chịu được đâu. Con yên tâm đi, khi nào mệt quá mẹ sẽ dừng tay nghỉ ngơi. Mẹ con ta đi làm thôi con, không đến muộn lại bị cắt bớt tiền công nữa thì uổng lắm à. Nào đi thôi. Nắng nồi nóng bức thế này mà phải sang nhà quan huyện, thật là bực mình mà. Sao trời không bớt nắng một chút đi cơ chứ? Kia là ai? Nhan sắc quả là không tầm thường. Dạ, con gái ấy là con bà Mão trong làng. Mẹ con của ấy làm thuê cho nhà ta từ lâu rồi mà ông. Đã làm lâu mà sao không bẩm báo ta? Dạ, chắc từ hồi xưa cô ấy còn nhỏ ông không để ý, giờ mới lớn thành thiếu nữ, ai dè lại xinh đẹp như vậy. Chắc vậy, hóa ra nhà ta có đầy tớ đẹp đến vậy. Bà Mão ơi, bà Mão. Dạ, chào bà. Chả là tôi thay mặt ông Phú đến có chuyện muốn thưa với bà. Có chuyện gì vậy chú? Dạ, tôi cũng xin nói thẳng cho nó dễ hiểu rằng là phúc đức cho nhà bà có cô con gái vừa mất ông Phú. Ông Phú muốn cưới cô ấy về làm lẽ, vậy nên tôi chạy đến để báo với nhà bà một tiếng. Trời ơi, xin cậu về báo với ông Phú rằng chúng tôi chỉ là phận người làm thuê, còn con gái tôi tuổi vẫn còn nhỏ, chưa nghĩ đến chuyện dựng vợ gả chồng đâu. To gan. Dạ thưa ông, con đã nói hết nước hết cái, vậy mà cái nhà bên ấy thật là cứng đầu cứng cổ, kiên quyết không chịu nghe ông ạ. Dám coi thường ta à? Có phúc mà không biết hưởng. Đã thế từ nay không thuê nhảy làm nữa, người cũng đi các nhà khác trong làng nói không ai được thuê họ, ta xem họ sống ra sao. Giờ cả làng chẳng ai thuê mẹ con mình nữa, trong nhà đến một hạt gạo cũng không còn, mẹ thì đang ốm, cứ thế này thì chắc chắn bà không thể chịu được. Mẹ ơi, mẹ ăn một chút đi. Con cũng ăn một chút đi, đã mấy ngày nay con nhịn rồi còn gì. Con vẫn còn khỏe, còn lo được, mẹ cứ yên tâm đi, mẹ phải ăn vào thì mới nhanh khỏi ốm được chứ. Mẹ đang ốm mà chỉ có cháo loãng thế này thì biết đến bao giờ mới khỏi. Chỉ còn một cách thôi. Xe bãi đến kìa, phải đi báo ngay mới được. Dạ thưa ông, hôm nay tôi đến đây là muốn thưa với ông một chuyện. Có chuyện gì mau nói đi. Chẳng là tôi hoàn cảnh nghèo khó, nay mẹ già lại ốm đau bệnh tật, tôi xin ông mở lòng từ bi để cho mẹ con tôi một con đường sống. Nói vậy chẳng bảo rằng ta trước đây ức hiếp mẹ con nhà cô hay sao? Dạ tôi không dám ạ. Ta đây trước nay cũng muốn giúp đỡ nhà cô, nhưng là nhà cô từ chối, giờ lại định đổ vạ cho ta sao? Dạ nếu ông đã thương tình, xin nhẹ tay với mẹ con tôi. Cô đã đến tận đây thưa chuyện, ta cũng không muốn làm khó gì nữa cả. Nay mẹ cô lại đang bệnh tình như thế,
Nếm tình ta sẽ cho cô mượn thúng gạo về chăm lo bồi dưỡng cho mẹ. Trong 3 tháng, nếu cô không trả đủ, thì cô sẽ phải về làm lẻ ở nhà ta. Cô có chịu không? Đúng là chẳng còn con đường nào nữa rồi. Thôi thì cứ lo cho mẹ trước cái đã. Dạ vâng. Xin được như ông sắp xếp ạ. Mượn được gạo từ lão nhà giàu, cô gái vội vã về lo cho mẹ, nhưng lòng nặng trĩu vì món nợ đã vay, không biết rồi sẽ dựa vào đâu để mà trả. Còn người mẹ, thấy con hàng ngày bón cho mình bát cháo đặc thay vì cháo loãng, bà cũng thầm hiểu được nguồn gốc của số gạo là ở đâu. Bà nuốt từng thìa cháo mà lòng nghẹn ngào, cõi lòng cứ thêm trĩu nặng, khiến bệnh tình của bà chẳng hề thuyên giảm mà còn thêm phần nặng hơn. Cho đến một ngày, con gái à, mẹ xin lỗi con gái của mẹ lắm, sợ rằng mẹ chẳng thể qua khỏi được đâu. Để con ở lại một mình, chẳng còn sức lực bảo vệ cho con thế này, lòng mẹ thật chẳng chút nào yên. Mẹ, nhất định mẹ phải cố lên. Con của mẹ, khi mẹ không còn nữa, con hãy ráng mà giữ mình. Không làm thuê được cho làng thì hãy sang làng khác mà làm thuê, chịu khổ một chút con ạ. Nhưng mà gắng sống sao nghèo cho sạch, rách cho thơm. Mẹ, mẹ ơi, mẹ, mẹ. Biết tin mẹ cô gái qua đời, tên nhà giàu liền sai người sang giả vờ an ủi, đồng thời thúc giục về món nợ, với mong muốn cô gái sớm gật đầu đồng ý về làm lẻ cho hắn. Tôi biết cũng đã sắp đến ngày phải trả món nợ mà tôi đã vay, nhưng mà mẹ tôi vừa mới mất. Xin chú hãy về nói lại một tiếng giùm tôi rằng hết tang của mẹ, tôi nhất định sẽ trả nợ mà. Tin rằng sắp có được vợ đẹp, lão nhà giàu thích chí vô cùng. Mẹ à, sao mẹ lại bỏ con đi, để lại mình con bơ vơ ở cõi đời này? Dù có thế nào, con cũng vẫn sẽ vâng lời mẹ, đói cho sạch, rách cho thơm. Vì quá đau buồn trước sự ra đi của người mẹ, cô con gái khóc ngày khóc đêm, đến mức kiệt sức mà qua đời. Thời gian trôi qua, trước cửa nhà cô gái mọc lên một loài cây lạ, có tán cây xòe ra xanh mượt như mái tóc của cô gái. Trên cây cao có rất nhiều quả cho nước trong vắt, ngọt liệm, và cùi thì trắng và rất thơm. Người làng nói với nhau rằng dòng nước của trái này ngọt ngào và trắng trong như tâm hồn của cô gái, quyết tâm giữ mình nhưng còn món nợ chưa trả, nên trong trái cây có cùi trắng như màu những hạt gạo. Đó là số gạo mà cô đã mượn còn nợ mà lúc còn sống cô chưa trả được nên muốn trả lại. Cái cây lạ vẫn xanh tốt và cho trái, dù thời tiết có nắng nóng và khô hạn đến đâu chăng nữa. Có trái cây này, người làng vừa không sợ đói, không sợ khát nữa. Họ đặt tên cho cây đó là cây dừa. Hai ông cháu. Tí ơi, chạy chậm thôi, ra đây ông cổng nào cháu. Tí của ông có muốn ăn kem không? Ông mua cho nha. Ăn tết, ăn tết. Ăn đi cháu, khéo khéo con tìm rớt ra người đó. À, ba mẹ đã về rồi. Các con nghỉ ngơi rồi đi ăn cơm. Bà nấu xong cả rồi. Ăn đi các con, ăn nhiều vào cho khỏe nha. Ông cảm ơn ba. Nè, há miệng ông nước cơm cho nha. Cháu ngoan. Mười năm sau. Ông ơi, ông làm sao thế? Ông
Ông tiếc mảnh đất nhỏ này nên định đào ít đất trồng ít rau xà lách, mà chân và tay ông yếu quá, không đứng lâu được. Lần sau ông bảo chú làm cho. Thôi, ông vào nhà nghỉ ngơi đi. Tí ơi, tí ơi, ba mẹ về rồi đây, mau ra nhận quà nè. À, ba mẹ đi công tác về rồi. Nhiều quà quá. Ơ, sao vậy con? Thế, quà của ông nội đâu? Sao con tìm mãi không thấy? À, ông bảo không cần mua quà gì. Không biết ông thích quà gì mà mua. Chà, hôm nay toàn món ăn ngon, con ăn nhiều vào cho khỏe. Ông muốn ăn gì? Để cháu gấp cho. Cháu ăn đi, răng ông giờ nhai được gì đâu. Ông chỉ ăn tí canh thôi. À, trời ơi, thế là ố hết cái khăn trải bàn rồi. Ông bảo còn một tiếng có được không? Ông ơi, canh của ông đây mà. Để cháu đút cho ông ăn nha. Ông đã già lắm đâu mà cần phải đút. Cứ để ông tự ăn đi. Để cháu đút cho. Đã bảo cứ để ông tự ăn mà. Khi nào già ba mẹ run tay, con cũng sẽ đút cơm cho. Hồi bé ông chăm chút cho cháu từng miếng ăn giấc ngủ. Bây giờ để cháu được chăm sóc lại cho ông nha ông. Vòng Nguyệt Quế. Ba, ba ơi. Ba Ti, đừng chạy nữa. Nhỡ con đang chạy lại lên cơn động kinh thì sao? Sẽ không sao đâu ba à. Con sẽ tập luyện để theo đuổi giấc mơ phá kỷ lục thế giới. À, trời ơi, con tôi. Rất tiếc chân cháu bị nứt xương. Cháu xin bác sĩ hãy giúp cháu có thể tiếp tục chạy và theo đuổi ước mơ của mình. Chỉ còn cách băng bó lại thay vì bó bột cố định. Nhưng nó sẽ rất đau. Không sao đâu bác sĩ. Bác sĩ cứ băng chặt lại cho cháu. Cố lên, bác sĩ, cố lên. Mình đã làm được, đã làm được. Đấu tranh với nghịch cảnh và chinh phục chúng là hạnh phúc lớn nhất của con người. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.